quý vị, Phương Dung xin được phép thay mặt ban tổ chức chương trình tối ngày hôm nay xin được hân hoan trân trọng chào mừng tất cả quý vị khách quý cũng như toàn thể quý vị khán giả và bà con cô bác gần xa của thành phố Cao Lãnh thân yêu đã đến tham dự chương trình biểu diễn đơn ca tài tử chào mừng ngày mùng 2 Tết. Và chúng tôi xin được thay mặt tất cả những người thực hiện chương trình tối ngày hôm nay kính chúc cho tất cả quý vị một năm mới vạn sự như ý, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình biểu diễn đơn ca tài tử tối ngày hôm nay để mừng xuân Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để cho tất cả quý vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng đến với tiết mục Trường ca Đất Sen Hồng qua phần biểu diễn giọng ca của chị Nguyễn Thị Đẹp đến từ xã Tịnh Thới. Yeah.